Xin chào các bạn, hôm nay Phường sẽ chỉ cho các bạn một câu mà đa số là các bạn sẽ trả lời sai Vì các bạn nhìn vào đáp án nhanh đó là có chữ gì giảm tốc độ ở ý số 2 này các bạn chọn luôn Vậy thì đối với trường hợp câu hỏi 114 mà các bạn chọn ý số 2 giảm tốc độ là các bạn sai rồi ha mình đọc câu hỏi này Tại nơi đường giao nhau, người lái xe đang đi trên đường không ưu tiên và xử lý như thế nào là đúng quy tắc giao thông Xe đi trên đường không ưu tiên có nghĩa là xe đi ở trên đường nhánh đường nhỏ đường hẻm ha. Vậy thì phải nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên đường lớn đường chính. Được không ạ? Đấy, vậy thì người ta đặt quy ước này. Cái biển tam giác lộn ngược người ta luôn đặt trong đường nhánh đường nhỏ, ha. gọi là đường không ưu tiên. Còn cái biển tam giác cân có mũi tên ở trong thì người ta đặt ở ngoài đường lớn đường chính thì gọi là đường ưu tiên. Vậy đường ưu tiên thì sẽ được đi trước. Vậy câu hỏi là xe đi trên đường không ưu tiên thì phải nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên từ bất kỳ hướng nào tới. Chúng ta phải chọn ý số 3 đối với trường hợp của cái câu mà các bạn chọn ý nhanh giảm tốc độ chúng ta sẽ không chọn câu này nhé, không chọn cái đối với câu này chúng ta sẽ không chọn giảm tốc độ mà chúng ta chọn là nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên.